những cái cách mà Tiến Dũng đã chia sẻ nha. Tiếp theo sau đây là câu hỏi thứ 10. Câu hỏi thứ 10 thì có một cái chị này chị hỏi là chú Dũng ơi, cho tôi hỏi bạc hà núi và lá đu đủ mình uống đến bao giờ mới ngưng, hay phải uống hoài vậy chú? Câu hỏi này cũng nhiều bà con mình nhắn tin hỏi Tiến Dũng lắm. Thưa bà con, tất cả các loại thuốc, thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc gì, không phải là mình uống hoài được. Mình phải uống có giới hạn và phải có cái thời gian ngưng nghỉ, chứ không thể nào uống hoài. Cũng như bà con mình đã báo cáo và chú Hai Tâm đã chia sẻ, và Tiến Dũng rút tỉa từ những cái kinh nghiệm của bà con mình đã báo cáo, thì theo như Tiến Dũng thấy, những cái căn bệnh mà bà con mình uống 1-2 tháng nó đã có kết quả tốt và người ta ngưng nghỉ nè, là chẳng hạn như bệnh viêm son, rồi là bệnh chỉ, sỏi thận, sỏi mặt, sỏi này kia đó, rồi đau nhức khớp thần kinh tọa. Thì bà con người ta tiểu đường, người ta uống khoảng tầm 2 tháng trở lại là đi tái khám nha bà con. Bà con mình uống bà núi lá đủ này trong vòng 2 tháng đến 3 tháng là bà con mình phải đi tái khám lại xem coi nó có bớt, có giảm được phần nào, để mình biết mình, một là mình ngưng, hai là mình uống tiếp tục. Nếu mà nó giảm được 70-80%, còn lại 20-30% thì mình cứ uống tiếp tục đi, mình uống tiếp tục 1-2 tháng nữa mình đi khám lại. Vâng, lời đầu tiên Tiến Dũng Thái mới chào tất cả quý cô chú chị và các bạn thân mến. Và ngày hôm nay tiếp tục Tiến Dũng sẽ trả lời qua một số câu hỏi mà bà con mình đã thắc mắc, cũng như là comment, cũng như là nhắn tin qua Zalo cho Tiến Dũng để hỏi về cái cách cũng như là sử dụng củ rái và bạc hà núi và lá đu đủ để cho bà con chúng ta nghe qua, để mà mình tìm hiểu cho nó đúng, để mà mình biết cách sử dụng. Thì gần đây Tiến Dũng có tạo thêm một cái kênh mới, đó là Bạc Hà Núi Tiến Dũng, và một cái kênh phụ Tiến Dũng Tâm Linh. Đó là bà con mình muốn xem nghe qua thì hãy nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới của Tiến Dũng nhé. Thì hôm nay Tiến Dũng sẽ trả lời tiếp tục câu hỏi số 7 và số 8, số 9, số 10, 11. Đó là 5 câu hỏi ngày hôm nay bà con mình đã hỏi Tiến Dũng, thì Tiến Dũng sẽ đáp lại để cho bà con chúng ta luôn cập nhật những cái thông tin mới nhất từ củ rái bà Hà Núi. Câu hỏi thứ 7 hôm nay như sau. Chú Dũng ơi, sao tôi uống bà Hà Núi, củ rái lá đu đủ, bà Hà Núi, cái tên gọi là củ rái bà con ha, và lá đu đủ vô vài ngày đầu, cơ thể hơi khó chịu, uể oải, giống như bị cảm và tay chân dở không lên. Đó là có triệu chứng gì không chú? Và đây là câu hỏi này rất là nhiều bà con mình là có những cái trường hợp này. Tại vì không phải ai uống bà Hà Núi lá đu đủ này vô nó cũng đều khỏe từ đầu đến cuối, mà nó sẽ có những cái triệu chứng như thế này nha bà con. Nó sẽ có những cái triệu chứng như thế này. Chẳng hạn như bà con mình là bị đau nhức xương khớp, hay hoặc là bị thoái hóa cổ, hay hoặc là bị những cái u ngực, u gan, u phổi gì đó, thì chúng ta uống vào nó có thể làm cho chúng ta đau nhức hơn bình thường, và những cái nơi u đó nó có thể châm chích và nó có thể nóng, nó có thể phình đỏ lên hơn bình thường. Đó là nhiều, rất là nhiều bà con mình đã báo cáo lại. Thì tuy nhiên bà con mình, đây là những cái triệu chứng này nó làm cho bà con mình khó chịu như vậy, thì bà con mình phải nắm được những cái video mà Tiến Dũng đã chia sẻ từ những cô chú anh chị lại đó, thì bà con mình cái việc an tâm, chúng ta đó là thuốc nó đang dẫn vào và nó đang điều trị cho bà con mình. Chẳng hạn như là mình bị đau nhức thì nó có thể thành đau nhức bình thường. Bà con mình nếu mà mình cảm thấy đau hơn bình thường mà mình chịu không nổi thì mình có thể uống thuốc giảm đau. Và lưu ý bài thuốc này chúng ta sử dụng là chúng ta tuyệt đối cự nước đá. Và bà con mình tốt nhất, một là uống nước đun sôi để nguội, hai là pha nước ấm ấm chúng ta uống. Để gì? Để cho nó mở và nó sẽ thải độc tố theo cái đường tiểu tiện tuyến mồ hôi và đường đại tiện của bà con mình. Đó là ba cái tuyến mà bà núi lao đủ này nó vô cơ thể chúng ta, nó công phá và nó sẽ làm cho bà con của chúng ta thải độc theo ba tuyến đường đó.
thì bà con mình sẽ khỏe. Rất là nhiều bà con mình đã báo cáo lại đó, chẳng hạn như những bị những cái u thì vô trong đó nó sẽ châm chích giống như là kiến cắn trong đó, nó chích 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 chích, hay hoặc là nó làm cho những cái nơi đó nhói đau hơn bình thường đó bà con, nó nhói đau hơn bình thường đó, đó là thuốc nó đã vô, nó đã phá, nó đã giống như là nó nguồn bố trong đó đó, nó làm cho chúng ta sẽ hành chúng ta có thể là đau nhất 5 7 ngày, 3 4 ngày gì đó, thì chúng ta cứ việc an tâm mà sử dụng tiếp tục. Rồi đồng thời chúng ta uống nước ấm nha bà con, uống nước ấm thì rất là nhiều bà con mình, chẳng hạn như bây giờ mình nó có thể là hành mình nóng sốt luôn, thì bà con mình cứ việc ra nhà thuốc tây mình mua thuốc cảm sốt nhức đầu mình uống để cho nó vượt qua những cái cơn đó, những cái cơn hành đó, thì sau khi đã qua rồi thì bà con mình khỏe trở lại, là rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng. Đó là những cái mà bà Tiến Dũng đã cập nhật được từ những bà con mình đã sử dụng và báo cáo lại, thì Tiến Dũng muốn chia sẻ cho bà con chúng ta để cho bà con chúng ta an tâm, mà gặp những cái triệu chứng đó thì chúng ta phải cố gắng vượt qua thì sẽ khỏe. Đó là câu hỏi thứ bảy mà Tiến Dũng đã trả lời cho bà con mình. Bà con mình cái việc đó là y như vậy mà chúng ta sử dụng nha. Tiếp theo câu hỏi số 8. Tôi nấu củ rái hôm bữa, ông xã đi làm về, ổng đói bụng quá, rồi ổng xuống bếp, ổng dở cái nồi ra, ổng tưởng là khoai, rồi ổng cắn, ổng nhai xong, ổng nhả ra, ổng nói sao mà nó tê tê, nó rắc rắc, đó, ổng nhả ra thì sau đó cái miệng ổng nó sưng lên, căng ha, nó sưng lên. Thì đây là những cái triệu chứng mà bà con của chúng ta chẳng may không biết, rồi tưởng đâu khoai này khâu kia mình cắn vô, đó nó sẽ làm cho bà con chúng ta có thể là nóng gắt, sưng mỏ. Thì đây là cái cách mà chúng ta, đây là những người không biết thì mới sử dụng như vậy thôi, chứ thật ra thì từ trước tới giờ Tiến Dũng và chú Bảy luôn luôn khuyến cáo bà con mình chỉ nấu lấy nước uống thôi, không được cắn hoặc là nhai thử cái xác nha bà con. Nhưng mà do cái trường hợp của chị này là chỉ nấu mà không nói với ông xã đi làm về đói bụng quá vô tưởng đâu khoai cái nhai nhai, cũng may là anh nhả ra ha. Thì sau đó thì bắt đầu là điện cho Tiến Dũng, thì Tiến Dũng chỉ cho chị là chị nên pha nước ấm liền, pha nước ấm cho anh súc miệng khò miệng ha, súc miệng khò miệng đâu đó rồi, thì nếu mà gia đình có mật ong thì ngậm mật ong, còn không có mật ong thì có thể ngậm là đường đó, ngậm đường, hay hoặc là chúng ta chạy ra vào nhà thuốc tây chúng ta mua cái loại kẹo mật ong á, chúng ta ngậm. Sau khi mà khò khò nước ấm rồi đó, rồi ngậm kẹo, ngậm mật ong, thì chúng ta cho ảnh uống cái nước củ bà Hà Nú lá đủ này luôn, cho nó uống, cho ảnh uống luôn, thì ảnh chỉ mới làm đúng như vậy. Sau khi ảnh sử dụng 3 ngày thì nó trở lại trạng thái bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết, nó không còn nóng rát hay hoặc là sưng mỏ nữa. Đó là những cái mà chúng ta giải chẳng may khi mà chúng ta không biết, rồi người nhà hay hoặc là em cháu gì đó tưởng đâu là nấu, tại vì cái củ này nấu ra rồi nhìn nó rất là giống cái miếng khoai, nó không biết là cắn nhai vô, cho nên là nó có thể có triệu chứng nóng rát và sưng mỏi như thế. Thì chúng ta cái cách hóa giải tốt nhất là pha nước ấm, súc miệng khò miệng liền, súc miệng miệng không, uống nước ấm luôn, uống nước ấm vào, và sau đó ngậm mật ong, ngậm mật ong, không có mật ong thì dùng kẹo, kẹo mật ong hay hoặc là đường chúng ta ngậm liền. Rồi tiếp tục chúng ta nấu cái củ rái này và lá đủ cho ảnh uống luôn bà con, cho ảnh uống luôn 3 ngày sau đó thì ngon lành trở lại ha. Bà con mình chẳng may mà gặp những cái sự cố này, sự cố ngoài mong muốn nha, đây là sự cố ngoài mong muốn, chứ Tiến Dũng và chú Bảy không có khuyến cáo bà con mình cắn hay nhai thử, mà luôn luôn lúc nào cũng dặn bà con mình phải kỹ vấn đề này, chỉ nấu lấy nước uống thôi, và luôn cả phụ nữ mang thai cũng không dùng được cái nước mặt Hà Nội nữa, phụ nữ mang thai và phụ nữ cho con bú là không dùng được bài thuốc của Hà Nội lá đủ này nha. Bà con mình lưu ý ha, chị em phụ nữ mang thai và đang cho con bú đó cũng không được dùng, chỉ dùng cho những cô chú chị chúng ta là thật sự có bệnh thì mình mới sử dụng được thôi. Đó là cái câu hỏi số 8 mà Tiến Dũng muốn trả lời cho bà con mình, để cho bà con mình nắm rõ về cái cách mà chúng ta sử dụng sao cho nó đúng thì sẽ có kết quả. Và tiếp theo là câu hỏi số 9 như sau. Chú Dũng ơi,
Sao tôi thấy người ta uống hết bệnh nhiều quá mà tôi cũng bệnh như thế. Sao tôi uống hết 5 kg mà thấy nó vẫn chơ chơ, không có giảm gì chú. Chà, câu hỏi này cũng căng ha. Câu hỏi này cũng căng. Đã uống hết 5 kg mà cũng bệnh giống người ta, mà người ta báo cáo uống khỏe hết mà sao tôi cũng vẫn y tinh. Thì đây là cũng có một số bà con mình cũng gặp nhiều cái trường hợp như thế này. Thì Tiến Dũng sẽ trả lời bà con mình câu hỏi này. Tại sao người ta uống hết mà mình không uống hết? Thì bây giờ bà con mình phải xem lại. Xem lại coi cái bệnh mình có giống bệnh của người đó không. Và cái thứ hai là bà con mình nấu có đúng cái phương pháp hay không. Chẳng hạn như thí dụ như bây giờ bà con mình Tiến Dũng và chú Bảy đã có nhắc bà con mình đó, khi mình mới sinh về, nếu mà sức khỏe kém 35 đến 45 kg thì chúng ta nấu tầm khoảng 100 đến 150 g trở lại thôi, để mình uống khoảng 10 ngày đã tiến triển tốt hơn thì chúng ta có thể tăng liều lượng từ 150 đến 200. À, sau đó là cái liều cao nhất là 250 g là dành cho cái người sức khỏe còn tốt, sức khỏe tốt, ăn uống ngon lành. Đó, thì bà con mình xem lại coi mình có nấu đúng liều đúng lượng hay không và uống có đúng cử hay không ha. Thí dụ như mình uống sáng, ăn sáng xong mình uống mỗi thứ nửa chén là mình nấu lần đầu tiên, buổi trưa mình còn là mỗi thứ nửa chén uống tiếp tục, và buổi chiều mình nấu lần thứ hai 3 chén sẽ còn 8 phân là chén lưng nó uống buổi chiều. Đó là cái cách uống mà căn bản nhất từ trước tới giờ, là mình nấu 2 lần mình chia ra 3 lần uống. Đó là đó là rồi tiếp tục nữa là cái liều lượng mình sử dụng có đúng liều đúng lượng hay không. Và một cái này cũng rất là quan trọng nè bà con, mà đã rất là nhiều bà con mình gặp phải những cái trường hợp này, đang uống khỏe mạnh ra 5-10 ngày, mười mấy ngày khỏe mạnh ra, 1 tháng khỏe mạnh ra, cái tự nhiên thèm thèm ăn gà, ăn vịt, ăn bò, đó là ăn hải sản rồi này kia, cái nó trúng lại. Có người bị ăn sầu riêng trúng lại, có người ăn xoài trúng lại, có người ăn là mắm trúng lại. Đó, mà toàn là những cái món mà thèm không à. Tại vì bệnh á, là hay thèm này thèm kia lắm. Rồi là bà con mình không kiêng cữ kỹ, thành ra mình ăn trúng nhầm cái món đó, cái nó bị hành lại đau nhức hơn, hay hoặc là nóng sốt hơn, hay hoặc là có thể nằm chỗ quậy quậy. Đó, cho nên bà con mình phải xem lại cái chế độ ăn uống coi có cử đúng hay không. Tại vì những cô chú anh chị mà chúng ta bị chẳng may những cái căn bệnh nan y, u, UT, thì bà con mình tuyệt đối phải cử những món ăn liên quan về phong cương, đồ biển, hải sản, bò, gà, vịt, tôm, tôm cua, rồi mắm, khô mắm, rồi là mì gói, tương trao những chất lên men. Và rau thì chúng ta, ví dụ như mà rau lang với rau muống, bà con mình không nên ăn sống, tại những cái chất rau đó nó có mủ. Bà con mình phải luộc chín mới ăn được hai loại rau đó, luộc chín mới ăn được. Và mình nên ăn những món ăn mát mẻ, tốt nhất là chúng ta chỉ ăn cá đồng, nếu người ăn mặn ăn cá đồng. Rồi thịt heo thì cũng hạn chế ăn nữa, cũng hạn chế ăn thịt luôn đó. Đã rất là nhiều bà con mình báo cáo lại khi mà những cô chú anh chị mà kiêng cữ kỹ rồi á, là uống thuốc kết quả lắm. Trừ những trường hợp những cô chú chúng ta ăn uống không kiêng cữ kỹ thì nó trúng đi trúng lại hoài thì làm sao hết bệnh được. Đó, mà Tiến Dũng nhận báo cáo bà con mình qua những cái cô chú anh chị mà ăn chay đó, thì đa số là người ta uống thuốc nó mau lành bệnh hơn, mau lành bệnh, mau hết bệnh hơn. Đó, hay hoặc là nếu mình ăn chay không được thì mình ăn cá đồng, bà con ăn cá đồng, nó không nên ăn bò, gà, vịt, hải sản, hay hoặc là tôm cua mắm khô này khô kia này kia ha. Thì bà con mình phải xem lại coi cái chế độ ăn uống mình nó có đúng hay không, chứ để thôi tại sao người ta uống hết mà mình uống không hết. Rồi thêm một cái phần này nữa. Cái phần này cũng rất là quan trọng. Đó là do cái nhân duyên của bà con mình và do cái nghiệp quả đó nghe bà con. Và cái cơ địa của bà con mình. Đôi khi cái người này người ta có tạo tác cái phước điền, hay hoặc là người ta có cái phước đó, thì người ta uống nó mau lành bệnh hơn. Đó. Còn giống như mình cái nghiệp mình nặng quá, mình có thể uống nó chậm hơn. Đó, cho nên bà con mình đó là vấn đề về tâm linh.
thì bà con mình cũng nên là xem lại coi mình có tạo tác phước điền gì hay không, thì mình có thể mình mua cá phóng sanh hay hoặc là mình giúp đỡ người nghèo gì đó. Nếu mà mình có tiền thì mình có thể xả xả ra thí, bố thí chút xíu đó. Rồi là chúng ta cũng nên tin tưởng về là củ quyền thất tổ ông bà của mình, chư vị thánh thần sơn thần gì đó, chúng ta nguyện giái thêm để nhờ các ân trên gia hộ tiếp. Thì đó là một cái phần về tâm linh, chúng Dũng muốn nhắc nhở bà con mình, tùy theo mỗi người chúng ta có thể tin tưởng hay không tin tưởng mà chúng ta có thể nguyện giái. Chứ thì Dũng cũng không có ép buộc bà con mình phải uống mà phải nguyện giái mới hết nha, ở đây là không phải nha bà con, mong bà con mình thông cảm hoan hỷ. Thì đó là cái câu hỏi mà số 9 Tiến Dũng muốn nhắc chia sẻ bà con mình về cái mà cách sử dụng, mà tại sao người ta cũng giống mình mà người ta uống nó khỏe ra mau lành bệnh mà mình thì lại chơi chơi. Thì bà con mình nên xem là những cái cách mà Tiến Dũng đã chia sẻ nha. Tiếp theo sau đây là câu hỏi thứ 10. Câu hỏi thứ 10 thì có một cái chị này, chị hỏi là chú Dũng ơi cho tôi hỏi, bạc hà núi và lá đu đủ mình uống đến bao giờ mới ngưng hay phải uống hoài vậy chú? Câu hỏi này cũng nhiều bà con mình nhắn tin hỏi Tiến Dũng lắm. Thưa bà con, tất cả các loại thuốc, thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc gì không phải là mình uống hoài được. Mình phải uống có giới hạn và phải có cái thời gian ngưng nghỉ, chứ không thể nào uống hoài. Cũng như bà con mình đã báo cáo và chú Hai Tâm đã chia sẻ và Tiến Dũng rút tỉa từ những cái kinh nghiệm của bà con mình đã báo cáo, thì theo như Tiến Dũng thấy những cái căn bệnh mà bà con mình uống 1-2 tháng nó đã có kết quả tốt và người ta ngưng nghỉ nè, là chẳng hạn như bệnh viêm son, rồi là bệnh trĩ, sỏi thận, sỏi mặt, sỏi là cái đó, rồi đau nhức khớp thần kinh tọa. Thì bà con người ta tiểu đường, người ta uống khoảng tầm 2 tháng trở lại là đi tái khám nha bà con. Bà con mình uống bà núi lá đủ này trong vòng 2 tháng đến 3 tháng là bà con mình phải đi tái khám lại xem coi nó có bớt, có giảm được phần nào để mình biết mình, một là mình ngưng, hai là mình uống tiếp tục. Nếu mà nó giảm được 70-80%, còn lại 20-30% thì mình cứ gì uống tiếp tục đi. Mình uống tiếp tục 1-2 tháng nữa mình đi khám lại. Còn nếu nó đã hết rồi thì bà con mình phải ngưng. Bà con mình phải ngưng. Khi mà đi khám lại rồi mà đã ok thì mình phải ngưng, chứ không phải mình uống hoài hoài được. Không có loại thuốc nào mà uống hoài được hết. Thì đó là những cái căn bệnh nhẹ mà chúng ta uống có thể 1-2 tháng. Còn những cô chú chị mà bị UT thì chẳng hạn như bà con mình thấy là chú Xuân ở Bảo Lộc Lâm Đồng, cô Tám ở Bình Chánh nè, là uống xuyên suốt 5-6 tháng trời đó là mới khỏe ra, mới 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 ngon lành. Nhưng mà chú Sưng uống đã 3 tháng là đã đi khám là đã ngon rồi. Rồi cô Tám cũng vậy. Nhưng mà các cô chú muốn, tại vì bệnh nặng, muốn uống cho nó tiệt căn tiệt gốc thì phải uống xuyên suốt đến 6 tháng. Đó là những cái chia sẻ mà Tướng Dũng đã hỏi qua một số chú làm bên thuốc Nam. Thì cái thuốc Nam này, những cái bệnh UT là bà con mình uống có thể 3 đến 6 tháng luôn. Có người uống 8 tháng, 1 năm luôn, để cho nó tiệt căn tiệt gốc luôn. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta sử dụng khoảng chừng tầm 3 tháng là chúng ta đi khám lại một lần. Đi khám lại một lần nha bà con, để mình biết coi cái tính dược của nó và cái bệnh tình mình nó tiến triển tới đâu. Thì chúng ta sẽ, một là sử dụng tiếp, hai là ngưng. Không có loại thuốc nào mà chúng ta uống hoài được nha bà con ha. Đó là những cái chia sẻ mà Tiến Dũng đã cập nhật từ những cái thông tin bà con mình đã báo cáo phản hồi lại. Cho nên là Tiến Dũng có nghe qua và muốn chia sẻ để trả lời cho bà con mình. Để bà con mình nhắn tin hỏi quá xá rồi, mấy tháng nay Tiến Dũng không có thời gian để sắp xếp. Thì hôm nay cũng một cái ngày đẹp trời trên núi, cho nên là cũng muốn chia sẻ cho bà con mình. Nếu bà con mình có những cái thắc mắc gì thì cứ việc là nhắn tin qua Zalo hoặc là comment, thì Tiến Dũng sẽ ghi nhận lại và sau đó sẽ trả lời cho bà con mình. Tiếp tục qua câu hỏi thứ 11 như sau. Chú Dũng ơi, bạc hà núi củ rái tôi xin nhiều quá rồi đem đi phơi khô để dùng lần lần, như vậy có được không? Và phơi khô nấu có uống nó có hết bệnh như là nấu tươi không? Chà, cái này
À, cô này cổ sợ, chắc có lẽ là cổ sợ một ngày nào đó hết bạc Hà Núi sao mà cổ xin nhiều, cổ đem vào cô đây, vụ này hơi căng à. Dạ, thưa cô, thật ra thì từ trước tới giờ bài thuốc này chú Hai Tâm, Tiến Dũng và chú Bảy đã chia sẻ cho bà con mình là nấu tươi uống thì nó đã có kết quả rất là đặc biệt xuyên suốt mấy tháng nay rồi. Còn vấn đề phơi khô thì trong sách bên đông dược đông đông y đó thì người ta cũng khuyên mình phơi khô sao vàng hạ thổ, và đó là những chị những cái bệnh mà rút nè, bị u nhọt nè, là những cái bệnh nói chung là cũng nhẹ nhẹ đó. Còn gần đây thì chú Hai Tâm đã chia sẻ qua một cái cách là nấu tươi là bà con chúng ta bị u tê thì sử dụng nó đã kết quả rất là đặc biệt xuyên suốt mấy tháng nay, thì bà con mình nên sử dụng tươi như là chú Hai Tâm và Tiến Dũng đã chia sẻ. Còn cái vấn đề khô thì Tiến Dũng chưa thấy bà con mình báo cáo là đã có kết quả cao như là đã nấu tươi. Đã có một lần đó là một chú đó đem phơi khô, lúc mà chú Bảy phát bà đuối này khoảng tháng đầu tiên đó, thì chú đó không biết là chú nghe ai hay là chú đọc trên mạng hay là sao không biết, mà chú xin về cái chú phơi khô bà con. Phơi khô cái chú nấu, chú đem giống như chú đi làm đó, đi làm công ty, chú nấu cái chú đem theo cái bình giữ nhiệt đó để chú đem vô công ty chú uống. Chú uống một tháng trời mà chú không thấy cái bệnh nhức khớp, bệnh mà tình của chú trong mình sao nó không có thiên giảm, thì chú mới điện thoại hỏi chú Bảy. Thì chú Bảy nói là chắc có lẽ là ông làm sai khách rồi, ông đem đi phơi khô, ông đem phơi khô ông nấu. Cho nên là từ đó sau chú mới chuyển qua chú nấu tươi, thì nấu tươi uống nó có kết quả cao hơn. Tại vì cái phơi khô này thì cái tính dược của nó đã giảm lại rồi, nó đã giảm lại rất là nhiều rồi. Nó cho nên là chắc lẽ là nó hết nhưng mà nó chậm hơn là chúng ta nấu tươi uống bà con. Cho nên bà con mà trừ cái trường hợp ở nước ngoài hay hoặc là không có củ trái thì bắt buộc là nhờ người thân mình lại hoặc là gửi qua bằng cái cách tươi á, ấy bằng cái cách khô á, thì mình uống nó sẽ lâu hơn là cái mà mình nấu tươi với bà con. Cho nên là tốt nhất là bà con mình là chỉ y theo cái cách mà chúng ta nấu tươi uống từ trước tới giờ đi. Nó còn khô thì mấy cái bệnh nhẹ nhẹ thì chúng thể để khô chúng ta nấu được. Chứ còn mà từ trước tới giờ thì cũng chưa có nghe bà con mình báo cáo lại là tôi phơi khô tôi nấu uống mà nó trị được cái những cái mà u tê, chưa nghe qua, hay hoặc là trị được những cái bệnh khác. Thì đó là những cái báo cáo mà bà con mình đã chia sẻ, thì Tiến Dũng muốn nói cho bà con mình biết và cũng khuyên bà con chúng ta nên đó là y như cái cách cũ từ trước tới giờ, nấu tươi uống tươi lá là đủ công vị đó, mình đã sử dụng có kết quả rồi thì mình cứ giữ y cái công thức đó đi. Chứ nếu mà mình thay đổi thì không biết nó có kết quả hay không, hay hoặc là sẽ mất thời gian nhiều, cho nên bà con mình cứ giữ y như vậy mà nấu nha. Và hôm nay thì Tiến Dũng muốn chia sẻ những cái câu hỏi này để gửi đến quý bà con của chúng ta ở xa gần, để chúng ta nắm bắt được cái tình hình bà đối lao đủ, để chúng ta sử dụng cho nó đúng liều đúng lượng thì sẽ có kết quả. Và bà con mình nên lưu ý là gần đây thì cũng có một số nơi phát bà Hà Núi, nhưng mà chỉ sai cái cách đó, cái cách nấu, cách sử dụng đó, là kêu bà con mình đem bà Núi này về rửa sạch xác ra rồi ngâm nước muối, xả nước muối đồ này kia, rồi phơi là khô này kia hay là sao vàng hạ thổ gì đó, thì bà con mình cũng không nên nghe. Mình cứ sử dụng y cái cách cũ tươi nấu tươi này từ trước tới giờ đã có kết quả rồi thì giữ y như vậy đây, đừng bao giờ nghe theo những cái người nào mà chỉ sai cái cách sử dụng. Qua đây thì Tiến Dũng xin được kết thúc video tại đây và sẽ trả lời cho bà con mình vào những video tiếp theo. Và bà con mình có những thắc mắc gì thì hãy comment bên dưới hay hoặc là nhắn tin qua Zalo cho Tiến Dũng. Tiến Dũng sẽ sắp xếp những cái câu hỏi và thời gian để trả lời gián đáp với bà con mình qua những cái video như thế này, để cho bà con chúng ta nắm rõ hơn về cái cách sử dụng cũng như là những cái phản ứng hay hoặc là những cái mà bà con mình sử dụng có kết quả hay không kết quả, để Tiến Dũng sẽ báo cáo cho bà con mình biết, để bà con mình làm đúng cách, uống đúng liều, sử dụng đúng lượng thì sẽ có kết quả cao. Và qua đây thì Tiến Dũng xin giới thiệu bà con mình, Tiến Dũng cũng mới vừa tạo một cái kênh Tưng Bạc Cà Núi Tiến Dũng và cái kênh phụ Tưng Dũng Tâm Linh, thì bà con mình hãy bấm đăng ký kênh và chia sẻ để cho những người thân của mình biết qua một cái bài thuốc dân gian lại có kết quả rất là cao,
được phát miễn phí và bà con mình tự trả tiền shipper thôi. Qua đây Dũng xin được cầu chúc cho bà con mình luôn luôn được sức khỏe dồi dào, thân tâm lúc nào cũng được an lạc. Và giờ đây xin Dũng xin được lễ phép kính chào và xin hẹn lại vị